Các bạn khán giả thân mến và hãy bắt đầu bản tin cùng với chúng tôi với những thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Hãy cùng với chúng tôi đến với những con số cập nhật đầu ngày. Thưa quý vị và các bạn, tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 10 cho đến 16 giờ ngày 29 tháng 10 thì trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận 4.899 ca mắc Covid-19 mới tại 50 tỉnh và thành phố và con số này đã tăng 13 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 10 ca nhập cảnh và 4.889 ca ghi nhận trong nước và sau đây sẽ là những con số chi tiết. Cụ thể các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh với 977 ca, Bình Dương 697 ca, Đồng Nai 697 ca, tại Bạc Liêu là 398 ca, An Giang 320 ca, Kiên Giang 249 ca, Tây Ninh có 180 ca, 151 ca tại Sóc Trăng, 101 ca tại Cần Thơ, 91 ca tại Long An. Tại Đắk Lắk có 90 ca, Tiền Giang có 75 ca, Bình Thuận 68 ca, Cà Mau 65 ca và Hà Nội là 37 ca. Như vậy kể từ đầu dịch cho đến nay Việt Nam đã có 910.376 ca nhiễm và đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong 24 giờ từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10, cả nước đã ghi nhận 56 ca tử vong tại 11 tỉnh và thành phố. Tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 816.132 ca, riêng trong ngày 29 tháng 10 là 2.169 ca.